Theo thống kê, Việt Nam có đến hơn 37,43% số người mắc bệnh đau thần kinh tọa từ độ tuổi trên 30. Căn bệnh này có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như làm mất khả năng lao động, bại liệt, làm giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Đặc biệt, với những người còn trẻ tuổi, đau thần kinh tọa đang ảnh hưởng tới cuộc sống và tương lai, vì họ vẫn còn phải đi làm, lo cho gia đình. Nhưng từ khi mắc căn bệnh đau thần kinh tọa mà cuộc sống chưa ổn định sẽ là nỗi lo cho chính bản thân và gia đình. Đây chính là tâm tư của chị Trần Thị Thu, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Chị Thu đã phải chịu đựng chứng đau thần kinh tọa từ năm 16-17 tuổi sau một chấn thương do bị té. Suốt mấy chục năm qua, chị phải chịu đựng chứng đau nhức của bệnh thần kinh tọa. Dù đi điều trị nhiều nơi nhưng vẫn không thể điều trị dứt điểm. Mang căn bệnh thần kinh tọa lúc còn rất trẻ và công việc chữa trị cũng không đơn giản. Dù chị đã đi nhiều nơi và trị bằng nhiều cách, nhưng lâu lâu chứng đau nhức vẫn tái đi tái lại. Trước khi tôi đến đây thì tôi bị đau. Đau tựa cột sống đổ xuống tới cái chân, đi xuống tới cái chân mình. Khi mà mình điều trị ở đây được 3 tuần thì em thấy nó nhẹ, đỡ rất là nhiều. Với người có tuổi ngoài 50, lẽ ra phải có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu. Thế nhưng căn bệnh đau thần kinh tọa lại trở thành gánh nặng cho con cái. Phục vụ bạn từng bữa ăn, giấc ngủ, sinh hoạt hàng ngày cần có người bên cạnh. Ông Trần Văn Lực năm nay ngoài 70 tuổi, nhưng ông phải chịu đựng bệnh thần kinh tọa từ khá lâu và điều trị với nhiều bệnh viện. Chủ yếu là ông uống thuốc theo toa bác sĩ. Nhưng hết thuốc, bệnh đau nhức cứ tái đi tái lại. Hôm ông tìm đến địa chỉ phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức cũng là lúc ông bị đau nhức rất nặng. Tôi vô ngày đầu tiên, ngày 16 tháng 9 vô ngày đầu tiên, điều trị ngày đầu tiên. Rồi khoảng chừng trị xong xuôi từ sáng cho tới chiều, tôi thấy quá trời khỏe luôn. Khỏe từ ngày đầu tiên, 10 giờ giảm có thể là được 6 rồi. Cảm giác nhức thì đã không còn. Đa số bệnh nhân thường không quan tâm đến căn bệnh này, vì họ có thể chịu đựng được những cơn đau thoáng qua. Nhưng càng để lâu, bệnh càng trở nên đau nhiều hơn, dẫn tới biến chứng teo cơ, tàn phế, đi đứng khó khăn và khi điều trị ở giai đoạn này rất tốn kém. Bà Cai Thị Bảy ở tỉnh Bến Tre, nhiều năm qua bà mắc chứng bệnh thần kinh tọa nhiều năm, gây chèn ép thần kinh, làm tê cả hai chân. Sau khi điều trị 13 ngày bằng phương pháp vật lý trị liệu, bà Bảy giảm đau rất nhiều và đi lại cũng nhẹ nhàng hơn. Nó đau hơi bên đây nè. Cái này thoát dĩ địa điểm. Nó đau, nó nhức, chuyện là khum xuống. Có bữa ăn không được luôn vậy. Nín thở vậy. Rồi em lên đây điều trị được 13 ngày rồi, nó cũng giảm bớt được như 10 phần, giảm được 6-7 vậy.